Ngày 4 tháng 10, lực lượng công binh Bộ Chỉ huy quân sự hai tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị và tổ chức nhân đạo Golden West, dự án Peace Trees Việt Nam Quảng Bình phối hợp xử lý thành công quả bom phá nặng 337 kg. Theo thông tin, trong lúc đào đất ở khu rừng tràm thôn Hợp Trung, xã Quảng Hợp, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình, người dân tình cờ phát hiện quả bom lớn chưa nổ. Nhận tin, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Bình chỉ đạo lực lượng công binh phối hợp tiến hành kiểm tra xử lý. Qua kiểm tra cho thấy, đây là bom đa năng của Mỹ có ký hiệu M117, chiều dài 1,2m, nặng 337 kg. Trong vòng bán kính 400m từ vị trí quả bom có 55 hộ dân với 225 nhân khẩu sinh sống. Để đảm bảo tuyệt đối an toàn, các lực lượng chức năng đã thống nhất tiến hành xử lý bằng hệ thống máy cắt bom di động. Theo đó, đầu và đuôi bom chứa kiếp nổ sau khi cắt rời được xử lý đốt cháy cùng thuốc nổ trong thân bom để giữ lại nguyên vẹn vỏ bom bằng thép.